Đỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 12 tháng 4 năm 2018. Đỗ Thành Luân xin trân trọng giới thiệu vị một số hàng mili như là các cái đồ trang sức cho quý khách hàng. Giới thiệu với quý vị có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân với tôi. Trước tiên chúng tôi là giới thiệu một số vòng tay bằng gỗ xưa và gỗ chắc. Đây là vòng gỗ xưa 16 ly, vân rất đẹp, vân xưa vân chuột. Thứ hai nữa, đây cũng là một loại vòng gỗ xưa, đây cũng là gỗ xưa nông chuột, rất chia đẹp, vân gỗ rất đẹp. Đây vòng gỗ chắc mắt quỷ, đây là lu, đây là lu chắc rất đẹp rồi, lu sụn này nó rất chi là có giá trị. Và một số vòng gỗ xưa loại 10 ly dành cho chị em phụ nữ và những người nào thích đeo loại nhỏ 10 ly rất đẹp. Và đây chúng ta sẽ cùng đi vào đồ gỗ Thành Luân thôi. Đây là chiếc hộp mà đựng trang sức cũng như là để mỹ phẩm trang sức rất chi đẹp và gỗ chắc. Chiếc hộp này chúng tôi cũng đã giới thiệu một vài lần rồi, hôm nay chúng tôi có giới thiệu làm lần nữa. Và Thành Luân chúng tôi vẫn còn rất nhiều các cái hộp này, quý khách có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi để được sở hữu sản phẩm đặc cấp này. Rất đẹp, rất đẹp để các đồ trang sức. Và phía bên cạnh là một chiếc dương, chiếc dương này bằng gỗ chắc luôn, trông nó rất chi là xinh xắn và nó khóa mã số. Đây, giờ sẽ cùng xem một vòng xung quanh cái dương này. Cái dương này bằng gỗ chắc, dương này nó cũng nhỏ gọn thôi, tầm gang tay. Khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi để được sở hữu. Và bây giờ chúng tôi sẽ mở chiếc dương này ra để quý khách cùng chiêm ngưỡng. Đó, rất đẹp, làm kỹ trong kỹ ngoài. Và đây là có một cái lớp này, chúng ta có thể để đồ trang sức rất chi là sang trọng. Và phía trong này chúng tôi là cũng là bọc lỉnh để trang sức, không sợ bị xây xước gì cả. Và những cái sản phẩm này thì là thực tế là không phải do tay người thợ của Việt Nam làm, mà chính là do những người thợ của Trung Quốc làm. Đó, những cái hộp mà cái dương này có đi theo kèm theo một cái hộp đựng rất chi là xinh. Quý khách nào có nhu cầu có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân tôi. Thành Luân tôi cũng còn rất nhiều các sản phẩm này, ví dụ như cái tủ đựng bằng phấn đựng mỹ phẩm này. Thành Luân còn rất nhiều và giá thành rất hợp lý, gỗ chắc đỏ. Và cái dương này rất đẹp. Mọi thông tin chi tiết quý khách có thể liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi 0967110389 hoặc 0972770888. Và đây thì chúng ta sẽ đi vào vòng gỗ xưa. Trước tiên chúng tôi giới thiệu là ở đây là vòng gỗ xưa, xưa này là xưa Quảng Bình. Và đây là xưa lông chuột, vân rất chi là đẹp. Đó. Và xưa này là 16 ly, xưa 16 ly. Quý khách nào mà có nhu cầu cái vòng xưa 16 ly gọi là màu nó hơi vàng vàng mà có vân này thì liên hệ trực tiếp Thành Luân chúng tôi. Đây là loại xưa đẹp. Đấy, xưa này xưa đẹp 16 ly. Đấy, và cũng đây cũng là một loại xưa nữa, xưa này cũng là xưa 16 ly, nhưng mà xưa này xưa lông chuột thì là cái màu nó sẫm hơn. Đó, đây xưa lông chuột màu nó sẫm hơn. Và tiếp tục đây là cái vòng gỗ xưa tiếp theo. Đây là xưa này, xưa 10 ly. Cái xưa này dành cho các chị em phụ nữ đeo nó rất chi là đẹp. Xưa 10 ly. Cái vòng xưa 10 ly. Và ngoài cái này chúng tôi tạm thời giới thiệu này thôi. Nhưng mà chúng tôi là có số lượng rất lớn. Quý khách nào có nhu cầu lấy buôn có thể liên hệ với Thành Luân chúng tôi. Và đây là gỗ chắc, đây là lu chắc. Lu chắc nó rất chi là đẹp. Gỗ lu này thì nó cực kỳ là già.
chắc Trung Quốc người ta rất thích cái dòng con lưu này. Cái lưu này cực kỳ là hiếm có. Và một loại gỗ chắc nữa là mắt quỷ. Mắt quỷ này nó rất chi là giá trị. Các bạn có thể nhìn thấy không? Vì sao gọi là mắt quỷ? Mắt quỷ đây. Đây mắt đây. Đấy, hai con mắt. Đây một mắt, đây một mắt. Đó, viên nào cũng có mắt gọi là mắt quỷ. Mắt quỷ này thì chúng tôi là tiện phải chọn rất nhiều thì mới ra được cái mắt quỷ này. Đó, mắt quỷ đây. Chắc mắt quỷ. Và đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là chuyên sẽ có cái vòng này là các loại. Lời xin được trân trọng cảm ơn. Xin chào các bạn.